Theo người dân cho biết, khoảng 4 giờ sáng phát hiện lửa bốc lên tại xưởng sản xuất hàng mã đũa tre xuất khẩu của công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện các phương án chữa cháy. Rất may không thiệt hại về người. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động 14 xe cứu hỏa và hơn 120 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm người dân tích cực tham gia dập lửa, không để ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Mình đang có cái hướng phía góc bên kia là để ngăn chặn cháy lan sang cái dãy nhà kho bên kia, trạm biến áp, rồi các cái kho khác. Và một cái bên này cũng là cháy lan sang hệ thống kho phía bên góc này. Là có hai hướng tấn công chính. Ngoài ra thì có các cái mũi còn lại ở các cái kho mà gần các cái địa điểm có thể lây sang nhà dân hoặc là các cái kho hàng. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn bởi xưởng sản xuất và kho chứa hàng chủ yếu là các vật liệu dễ cháy như hàng mã, giấy, đũa, tăm. Cho đến thời điểm hiện tại, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Nguyên nhân của vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.